từ mà hôm mà bên phía cơ quan chức năng mời đến giờ cô chú anh chị là không thấy bà xuất hiện nữa, chỉ sợ bà trốn khỏi cái khu vực địa phương. Vâng, Thành Trung xin chào tất cả cô chú anh chị. Thì những cái thông tin mà chú Vũ về đó cô chú anh chị, và từ hôm mà cô Tám làm xong xuôi cái thủ tục giấy tờ để bảo lãnh chú Vũ về, thì đến bây giờ là bà con lối xóm là không thấy cô Hà Mã này xuất hiện được cô chú anh chị. Không biết là đi đâu hay là làm cái việc gì hay là trốn ở đâu. Thì giờ không khác như là rắn trốn mùng năm cô chú anh chị, không thấy. Thì cũng biết không biết là coi như bà này là đi về ngoại hay là ở trong nhà, thì bà con lối xóm ở đó là cũng không thấy bà Thị Mầu đi ra ngoài. Thì mong sao mà cái ngày mà chú Vũ về đó cô chú anh chị được gặp bà Hà Mã lại lần, chứ không may mà lỡ không may mà bà trốn khỏi khu vực ấp Tân Trung đó, nên là cũng khó khăn đấy, khó khăn. Thì chắc là cũng không dám xuất hiện ở đâu, vì đến bây giờ thì cái sự việc cũng đã chuẩn bị đến hồi kết rồi cô chú anh chị. Đấy, những cái việc làm của cô Hà Mã thì cũng chuẩn bị là được sáng tỏa, nên là không giống như hồi đầu là lên cười kha khả rồi gặp anh Xui cái lúc đêm lúc hôm để mà anh Xui trao đổi những cái ý kiến, rồi trao đổi oxy cho nhau đó không chứ anh chị. Chắc là không dám gặp nên là trốn ở trong nhà thôi, chứ không dám đi ra khỏi địa phương đâu. Vì giờ là cũng đang trong cái giai đoạn mà bên phía cơ quan chức năng làm việc, nên chắc cũng không dám đi ra khỏi khu vực ấp Tân Trung đâu. Nhưng mà chắc là nằm ở trong nhà nữa thôi. Đây, nằm ở trong nhà thôi. Thì cô chú anh chị cũng biết được là cái sự việc của bà Mầu này như thế nào rồi. Đây, mới hồi đầu thì bà ta đang còn rất vui. Đây, chắc chắn là đạt được những cái mà bà ta làm, nên là bà ta rất mừng, rất vui. Mà đến bây giờ thì biết cái thông tin chú Vũ về của chú anh chị, thì trốn đúng như kiểu là rắn trốn mùng năm. Mà anh Xui cũng chắc là cũng không có dám liên lạc, hoặc là không có dám gặp để mà trao đổi oxy nữa đâu. Chắc là vậy, vì giờ là chuẩn bị cái tập cuối rồi, nên anh Xui cũng lánh mặt. Giờ mạnh ai người lo, ai mà nhiều oxy thì người thở, chứ không dám trao đổi oxy cho nhau nữa. Đây, về cuối rồi mà giờ chuẩn bị lộ diện, nên là không dám trao đổi oxy cho nhau nữa đâu. Đây, còn một cái thông tin rất thú vị đối với tất cả cô chú anh chị, thì nếu như mà chú Vũ lần này mà về, thì cô vợ trước đó là cô Tuyết đấy cô chú anh chị, thì cô cũng đã lên tiếng nếu như mà lần này mà chú Vũ mà về mà giết được bà Hà Mã, thì cô sẽ mở rộng cái vòng tay để đón tiếp chú Vũ. Đây, thì cũng chúc mừng chú Vũ đã tai qua nạn khỏi và tìm được những cái ngày tươi sáng sắp tới cho mình, là xa được bà Hà Mã, xa được những cái trận bạo hành từ trước đến nay mà chú phải chịu. Nói chung là vừa chịu nhục ở đây là cô chú anh chị là biết như thế nào không, là chứng kiến bà ta coi như là trai gái này nọ, rồi mỗi lần mà bà ta ăn trộm ăn cắp thì chú Vũ cũng đứng ra để mà xin xỏ, rồi mà để bảo lãnh bà Hà Mã về. Đấy, nói chung là những cái ngày tháng đó, là lần này chú Vũ về thì coi như là trong cái nạn thì cũng gặp cái may của chú anh chị,
nói chung là trong cái nạn cũng gặp cái may là xa được cái bà Hà Mã này. Cũng chúc mừng cho chú, nói chung là cũng chúc mừng cho chú Vũ. Trông sao mà lần này chú về mà được đoàn tụ với cô Tuyết thì đó là cái mà gia đình cũng như là cộng đồng rất mong muốn cái điều đó. Đấy thì chúc mừng chú trước, nói chúc mừng chú trước. Còn hiện tại bây giờ thì như nguồn thông tin mà cung cấp về cho Thành Trung là từ bữa đến nay là không thấy Hà Mã xuất hiện nữa, nói chung không thấy xuất hiện ra ngoài đường ngoài xá nữa cô chú anh chị, giờ nấp vào trong nhà rồi. Cái ngày tháng mà vui vẻ của bà Hà Mã là cũng đã tàn rồi, nói chung là tàn đến chuẩn bị đến giờ cuối rồi. Đấy, đến giờ cuối rồi cô chú anh chị. Thì cái đó là cũng cái công sức của tất cả cộng đồng cũng như là bà con lối xóm đã lên tiếng, đó là công sức chung. Cái công sức chung mà cái công sức lớn nhất đó là chú Vũ, là từ trước đến nay chú sống ở cái địa phương đó là chú tạo được những cái phước, đến bây giờ là chú hưởng được cái phước đó, cái phước của cộng đồng, cái phước của xã hội đem lại cho chú. Nói chung là tự chú tạo nên. Đấy, vì chú sống tốt thì mọi người biết yêu thương chú như vậy. Còn nếu như mà từ trước đến nay mà chú sống thế nọ thế kia thì chắc là mọi người cũng sẽ quay lưng lại với chú, cũng không khác gì mà bà Thị Mầu bây giờ sống không ra cái gì hết. Thì đến bây giờ thì cộng đồng người ta cũng mới lên án, bà con lối xóm người ta cũng mới vạch mặt ra. Nói chung là cũng có cái cơ hội để cho bà con lối xóm vạch cái mặt ra. Đấy, rồi bà con lối xóm cũng lên án từ trước đến nay bà thế nọ thế kia. Nếu như mà bình thường mà chú Vũ mà không dính vào cái sự việc này á thì chắc tất cả cộng đồng cũng chả biết cái bà Mầu này là bà như thế nào. Đấy, không biết cái bà Mầu này là bà sống ở cái địa phương đó như thế nào, tốt hay là xấu. Nhưng mà cũng may là nhờ vào cái sự việc của chú Vũ mà bà Thị Mầu này đã lộ rõ cái bộ mặt thật từ trước đến nay bà sống ở địa phương cho tất cả cô chú ở trên cộng đồng này biết. Đấy, nói chung là bao nhiêu cái tật xấu là bà ta nói chung là gánh hết của xã hội mới được. Đấy, trai gái ăn trộm giờ vu oan giá họa là những cái tật đó là gánh hết của xã hội rồi, mà đến bây giờ là bà Thị Mầu là bắt đầu gánh cái nghiệp mà bà tạo ra, thì cái đó là coi như tạo nghiệp thì gánh nghiệp thôi. Đấy, không trách ai được cả, tự mình làm thì tự mình phải chịu. Còn chú Vũ từ trước đến nay đấy, làm những cái việc tốt, sống tốt với bà con lối xóm, sống tốt với xã hội, thì lần giờ chú Vũ tai qua nạn khỏi thì cũng nhờ vào cái phước của chú sống từ trước đến nay. Đấy, thì rất mong rằng xong lần này là về là đoàn tụ với cô Tuyết với cô chú anh chị, thì ông bà sống với nhau về già nó hạnh phúc. Đó là cái điều mà rất nhiều cô chú anh chị đều mong muốn về cái vấn đề đó. Đấy, còn cái lúc mà đang còn thanh niên mà bị Thị Mầu dụ dỗ thì không qua được cái sự cám dỗ của bà Thị Mầu. Đấy, thì mới bỏ cô Tuyết hơn 30 năm trời đến giờ. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ đấy, cô vẫn mở rộng cái vòng tay yêu thương để đón những cái tình cảm của chú Vũ. Thì đúng thật sự là chú Vũ là được hưởng được một cái phước lớn. Đấy, đúng thật sự là chú Vũ hưởng được một cái phước lớn đấy cô chú anh chị. Đấy, thì mong rằng qua cái sự việc lần này thì chú Vũ tỉnh táo lại, nhận biết được cái gì là cái trân trọng nhất. Đấy, cái gì là cái đáng quý nhất, đó là cái tình cảm chân chính, cái tình cảm chân thật, cái tình cảm vợ chồng. Còn nói đúng thật sự là trong cái ngày tháng mà ở với bà Thị Mầu thì như bà con lối xóm cũng như anh em nhà chú Vũ mà chia sẻ thì cũng không khác như là chú Vũ sống ở trong một cái địa ngục, mà bây giờ mà đã giải thoát ra được, coi như cái nghiệp của chú Vũ đã trả hết. Đấy, đã trả hết, và cái ngày tươi sáng của chú Vũ bắt đầu lóe lên. Đấy, thì cũng rất cảm ơn là tất cả cộng đồng đã lên tiếng, lên cái tiếng nói của mình
và nhận biết được cái nào là đúng, cái nào là sai trong cái sự việc của chú Vũ đấy cô chú anh chị. À, thì cảm ơn tất cả cô chú anh chị là đồng hành nói lên cái tiếng nói của mình, và đến bây giờ những cái sự thật chuẩn bị mà phơi bày ra cái ánh sáng, đó là cái công sức của cả một cộng đồng chứ không phải của riêng ai. Đây, nhưng mà cái công sức lớn nhất là cái công sức của chú Vũ đã tạo ra được từ trước đến nay, đó là sống ở địa phương, đối xử với bà con lối xóm ở địa phương như thế nào. Đây, sống tốt thì họ mới yêu thương, họ mới lên tiếng. Như bà Hà Mã giờ thì bà Hà Mã có như thế nào đi chăng nữa thì họ còn vỗ tay, họ hoan hô nữa kìa. Đây, nói chung là họ đang còn vỗ tay, họ hoan hô, chứ không ai mà thương tiếc, không ai mà coi như đứng ra mà bảo vệ một cái người phụ nữ như bà Hà Mã cả. Nói từ mà hôm mà bên phía cơ quan chức năng mời đến giờ, cô chú anh chị là không thấy bà xuất hiện nữa, chỉ sợ bà trốn, sợ bà trốn khỏi cái khu vực địa phương, làm cho bên cái công tác làm việc ở hơi khó. Nhưng mà thầy Trung nghĩ là bà không dám trốn, nói đúng thật sự bà không dám trốn. Thì bà giờ bà trốn, trốn đi đâu đấy, giờ không trốn được đi đâu cả. Giờ coi như quân nít hoặc là người lớn là cầm cái điện thoại là đã thấy coi như cái khuôn mặt của bà màu ở trên điện thoại hoặc là trên tivi rồi. Đấy, tôi thách bà trốn được. Nên tốt hơn nhất là bà thành khẩn, nói chung là thành khẩn thì được sự khoan hồng. À, nói, đó là nói cho bà Hà Mã biết như vậy. Còn những cái ngày tháng mà bà vui bà cười ở bên anh Chu ấy là hết rồi, không còn nữa đâu, hết. Còn hiện tại bây giờ mà bà thiếu oxy thì cũng không ai cung cấp oxy cho bà được đâu. Cốt có anh Chui để cung cấp những giọt oxy cho bà mà giờ anh Chui cũng coi như cũng không dám xuất hiện nữa rồi. Thì bà thì làm sao mà coi như ai mà dám đứng ra đó mà để mà thổi oxy cho bà. Đúng không? Tất cả cô chú anh chị, không ai dám cả. Có một mình anh Chui là anh liều mạng anh coi như thổi oxy cho bà trong cái lúc cấp bách mà chú Vũ mới đi mới bị công an mời vậy chứ. Còn không dám ai mà để cung cấp oxy cho bà lúc này được cả. Đấy, thì mong sao cái ngày mà chú Vũ về, cô chú anh chị và cô Tuyết sẽ mở rộng vòng tay yêu thương đón chú Vũ, và hai người cũng trở lại cái cuộc sống gia đình như trước kia. Đó là cái điều mà cả cộng đồng đều mong muốn, và anh em nhà chú Vũ cũng mong muốn như vậy. Đó, thì thành Trung cũng rất cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã lên tiếng từ trước đến nay trong cái sự việc của chú Vũ. Và cái ngày chú Vũ về thì thành Trung sẽ tiếp tục thông tin đến tất cả cô chú anh chị. Đấy, và bà Thị Mầu như thế nào, hoặc là cái thằng cu Pháp con chú Vũ như thế nào, thành Trung sẽ thông tin đến cho tất cả cô chú anh chị được quan tâm, được theo dõi cho tới khi mà cô Tuyết và chú Vũ quay lại với nhau. Đấy, sống một cái cuộc sống gia đình như cách đây hơn 30 năm thì thành Trung cũng sẽ cung cấp đến cho tất cả cô chú anh chị được theo dõi. Vâng, thì thành Trung cũng kết thúc cái video ở đây. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ, đăng ký kênh và like share những cái video mà thành Trung đã đăng tải. Rồi cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi. Bye bye tất cả cô chú anh chị.